Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, kênh của Kim Anh là xem bói về tâm linh. Thì hôm nay cũng như thường lệ, Kim Anh sẽ chia sẻ gieo quẻ của những vị khách của mình trên trang của mình để tất cả mọi người mình vào tham khảo ha. Thì khi Kim Anh chia sẻ, nói chung Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề cuộc sống của mình, trong cái vấn đề đường đi nước bước, công việc làm ăn, vấn đề hôn nhân hạnh phúc hoặc là đường con cái, nó sẽ trải qua những gì, nó có những gì mình cần phải tháo gỡ hay không, hoặc là nó có những cái gì mình cần phải cẩn thận cân nhắc hay không. Thì thường lệ thì Kim Anh sẽ chia sẻ như vậy, và hôm nay Kim Anh sẽ nói về vấn đề quẻ bài của chị gái này, sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi. Thì trong cái cuộc sống hôn nhân của chị, về vấn đề chồng con của chị như thế nào, tiền tài vật chất, vấn đề hôn nhân hạnh phúc nó có được tốt đẹp hay không. Thì theo như mình đứng vào cái tuổi Đinh Mùi này, bản thân của mình là nữ, nhưng mà tính cách của mình, cư xử cũng như là trong cái bản chất của mình ở đây, nó hơi nam tính một chút, cương trực, bộc trực, ngay thẳng, đâm ra bản tính của mình là ngang, cứng đầu và tự ái. Thì trên con đường bổn mạng của mình, nói mình, bản thân của mình thường á, là nữ nhưng mà nặng gánh lắm. Nam cũng mình, nữ cũng mình, gánh vác nhiều, bươn chải nhiều. Bản thân của chị gái này bây giờ cho thấy, thứ nhất là chị nhờ vào đức của ba rất là tốt ha. Nhờ vào ba, đất của ba rất là đẹp. Nhưng mà trên con đường bổn mạng của chị ở đây, thứ nhất nhắc chị, trên con đường bổn mạng của mình trong 4 năm qua, mình có hứa hẹn vấn đề gì nghiêng về cái phần tâm linh mà mình chưa thực hiện được, thì mình cố gắng khắc phục thực hiện cái lời hứa của mình trên con đường bổn mạng của mình, để cho đường bổn mạng của mình nó được rạng rỡ, sáng suốt, tốt đẹp, không đem đến cho mình cái sự nóng nảy, buồn vui bất chừng trên con đường bổn mạng. Thứ hai nữa, trong cái đường con cái của mình ở đây, mình có hư thai sa sút, rơi rớt gì một bé trai, thì cho thấy bé trai này theo mình trên con đường bổn mạng của mình cũng rất là nhiều. Mà theo như vậy, thứ nhất là âm dương hòa hợp không tốt, thứ hai nữa là tác động vào mình làm cho tâm tính của mình buồn vui bất chừng, nhiều khi không làm chủ được bản thân. Cho nên nói về đường con cái, nếu được tốt mình nên gửi tên tuổi đặt cho cháu và gửi cho cháu đi tu đi học, để cho cháu có được cái cuộc sống tu tập rèn luyện và có được cái sự siêu thoát, đó sẽ tốt hơn cho cháu và cho bản thân của mình. Những gì đến với mình trên con đường bổn mạng của mình thì sẽ có cơ hội quay trở lại với mình trên con đường bổn mạng của mình. Mà cơ hội quay trở lại với mình được tốt hay không, đem đến cho mình được sự bù đắp tốt đẹp vững vàng trên con đường bổn mạng của mình hay không, thì có thể nói là bắt đầu từ tháng 4 qua năm đi lên mình mới có cơ hội. Còn hiện tại bây giờ, vấn đề bản thân của mình thì nhắc mình thất hứa cái gì thì cố gắng thực hiện. Thứ hai nữa thì trên con đường bổn mạng của mình ở đây nhắc mình cần phải cẩn thận một người bạn nữ. Người bạn nữ này đến với mình trên con đường bổn mạng của mình ở đây, thứ nhất là có cái sự đố kỵ nhiều, thứ hai nữa là có cái sự ghen tuông ngầm trên con đường tình cảm. Như là khi mà người nữ này đến với mình thì hướng giống như bạn bè của mình, hay là trong cái mối quan hệ là thân thiết với mình, nhưng mà lại có ý đồ với ông xã mình. Cho nên nhắc trên con đường bổn mạng của mình thì cần phải cẩn thận. Giống người ta đến sâu nhưng mà người ta lại có cái ý hờn ghen, ghen tu hơn. Thứ hai nữa thì bản thân của mình trên vấn đề đường bổn mạng của mình cũng rất hào hoa, rất có duyên ha. Hiện tại bây giờ bản thân của mình cho thấy là có hai đối tượng nhỏ đang hướng về mình, quan tâm mình, thương yêu mình rất là nhiều. Đó, nhưng mà khi người ta hướng về mình thì dễ đem đến cho mình tai tiếng thị phi. Vì vậy nhắc mình trong cái mối quan hệ tiếp xúc xã giao, ngoại giao với người khác phái thì mình cần phải cân nhắc. Cân nhắc để tránh đi tai tiếng thị phi đến với bản thân. Thứ hai, thì nếu như trên con đường công danh sự nghiệp mà mình đang có ý hướng về một người bạn nam nào đó khác phái, lớn tuổi hơn, thì cho thấy người này đến với mình không có tốt. Dù là người này có đạo đức, phúc hậu, đẹp, nhưng mà vấn đề tình cảm người ta đặt về mình hoàn toàn là xạo, không có tốt. Người ta hướng về mình chẳng qua vì tiền tài vật chất hoặc là vì cái danh phận của mình. Còn thực chất tình cảm người ta đến với mình là không có thật ha. Cho nên khi mà mình hướng về một người bạn nam nào đó, hoặc một người bạn nam nào đó lớn tuổi có ý bày tỏ tình cảm với mình, thì nhắc mình cần phải có cái sự cân nhắc nhiều trong cái mối quan hệ tình cảm, trong cái vấn đề tình cảm, để tình cảm đến với mình nó không có bị thất vọng, hoặc là không đem đến cho mình bị cái sự sa sút về cái mặt tinh thần không hay, không tốt. Công việc làm ăn, trên con đường sự nghiệp tài lộc thì nói chung những gì đến với mình trong 4 năm qua không đem đến cho mình cơ hội tốt thành công, thì hy vọng bắt đầu từ tháng 2 về tới tháng 4 là mình sẽ có cơ hội có tài có lộc đến với mình trên con đường sự nghiệp tài lộc của mình đẹp, đem đến cho mình được hai chữ hạnh thông. Bản thân của ông xã mình, người này có đi làm ăn đâu xa thì nói chung tài lộc đến với ông này rất là tốt, đem đến cho ông này được hai chữ hạnh thông vững vàng.
Nhưng ông này ôm cái đường đi hy vọng quay từ đường về với mình hoặc tiền tài đến với mình thì nói chung là cho thấy là bị phai nhạt nhiều. Đó, giữa hai vợ chồng mình hiện tại bây giờ là có cái sự ngăn cách giữa bởi một người phụ nữ. Thì người phụ nữ này hướng về ông xã mình với cái ý giống kiểu là không có thiện. Đó, cho nên nhắc ông xã mình dù đi làm ăn đâu xa, trong cái vấn đề sự nghiệp tài lộc thì nói chung á, là được, vững vàng, tốt, nhưng mà vấn đề tình cảm thì cần phải có cái sự cân nhắc luôn ha. Vì một phút nông nổi hoặc là vì cái sự cám dỗ, vì cái sự mê hoặc thì đem đến cho ông xã mình cái sự hoang mang cũng như là bị sự cám dỗ trên vấn đề tình cảm thì dễ đem đến cho cái vấn đề tình cảm hạnh phúc gia đình mình tai tiếng thị phi và dẫn đến cái vấn đề chia xa, vấn đề ly thân ly hôn trên con đường hạnh phúc không hay không tốt. Trên con đường hôn nhân hạnh phúc thì nói chung nhắc hai vợ chồng mình cần phải cẩn thận. Cần phải cẩn thận cái gì thì nói về bản thân của mình trong cái tháng 12 tới, hoặc nói về bản thân của ông xã mình trên con đường bổn mạng của ông xã mình á. Trên cái đường ông xã mình cũng vậy, nếu như giữa hai vợ chồng mình cần phải khắc phục, một là trong tháng 12, hai là trong cái tháng 4, thì giữa hai vợ chồng mình có cái sự mâu thuẫn xảy ra, cái vấn đề xung đột gì trên con đường tình cảm hạnh phúc dẫn đến tai tiếng thị phi, dẫn đến vấn đề như là hờn giận, giận hờn nhau, thì cố gắng khắc phục để bảo vệ cho nhau và cần phải giữ vững lập trường thì mới bảo vệ được con đường hạnh phúc của mình, chứ không là nói về vấn đề giữa hai vợ chồng mình bây giờ cho thấy là kẻ cuối xong người đầu xong. Thứ hai nữa thì bị sự ngăn cản của người phụ nữ, có sự chen chân của một người phụ nữ ở giữa rồi. Và thứ ba nữa thì đem đến cho nhau tai tiếng thị phi, ảnh hưởng trên con đường hạnh phúc rất là nhiều. Mà ảnh hưởng như vậy thì thường làm cho mình nản chí, hoặc là tâm trạng của mình trên vấn đề hạnh phúc là buồn phiền nhiều, chứ không có được vui vẻ, không có được thoải mái vô tư. Khi mình nghĩ về vấn đề tình cảm, vấn đề hạnh phúc của mình ở đây, mình mang một nỗi buồn vô cớ, buồn thầm lặng, không muốn nói với ai. Đó, thì nhắc mình trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình bắt đầu trong năm nay về tới năm sau thì cần phải có cái sự khắc phục nhiều để mình bảo vệ cho nhau tốt, thành công trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình ha. Trên đường con cái của mình thì nói chung hữu duyên trên con đường con cái sau này. Hậu vận mình sinh nhiều sinh ít gì thì con đường con cái của mình nó mình cũng có cơ hội nhờ được từ 4 đứa tới 5 đứa là trên con đường hạnh, trên con đường con cái của mình. Ví dụ như bây giờ mình sinh 2 đứa nhưng sau này hậu vận mình có thể nhờ thêm dâu, nhờ thêm rể và nhờ thêm cháu, thì con đường hậu vận của mình đường con cái rất tốt, là nhờ về cái đường hậu rất là đẹp. Nhưng mà vấn đề tình cảm của mình ở đây thì như mà mình có yêu cầu, mình có vấn đề thắc mắc là vấn đề tình cảm hạnh phúc gia đình của mình, ông xã mình đi làm có đem tiền về cho mình hay không. Thì nói chung tiền tài đến với ông này rất là tốt, rất là vững. Hai vợ chồng mình đúng ra thì tâm đầu ý hợp lắm, chứ không phải là xung khắc gì. Nhưng mà trên con đường hiện tại bây giờ ông này cũng đi làm ăn đâu xa, thì nói chung là cơ hội của ông trên con đường tài lộc rất là đẹp. Nhưng mà đường đi nước bước của ông hướng về mình á, thì nói chung ôm hy vọng về mình là bị sự cản trở của một người phụ nữ ngăn cản nhiều, cho nên giống kiểu là níu chân níu tay ông này vậy. Cho nên là nhắc mình trên vấn đề tình cảm hạnh phúc thì cân nhắc ông xã mình là vậy ha. Còn vấn đề tình cảm hạnh phúc thì cần phải có cái sự cân nhắc, vượt qua được thử thách, vượt qua được thị phi để đem đến cho nhau cơ hội tốt, thành công hơn trên vấn đề gia đạo, trên vấn đề hạnh phúc của hai vợ chồng mình nha. Thì đây là cái quẻ bài mà Kim Anh chia sẻ cho mọi người mình trên cái trang của Kim Anh, thì khi mọi người vào xem nó cũng chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi. Còn nói chung là mỗi người là nó sẽ có những cái nét đặc trưng riêng hoặc là những cái vấn đề cần khắc phục riêng, chứ không có người nào giống người nào hết ha. Dù là mình cùng tuổi, cùng tháng, cùng năm, cùng ngày đi nữa, nhưng mà mỗi người nó sẽ có những cái vận mệnh khác nhau. Cho nên khi mọi người vào xem thì Kim Anh cũng thường hay nói với mình là đây chỉ là mang tính chất tham khảo. Còn ai mà có muốn đi sâu vào bản thân của mình trên cái quẻ bài thì mọi người vào Zalo kết bạn, gửi tên tuổi thông tin vào thì Kim Anh sẽ sắp xếp lịch xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.